Đây là unisex nè. Rất đẹp, rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Và em sắp thêm một cái túi xách này nữa giùm anh. Là anh đảm bảo với em là chiều nay nhận rất nhiều cuộc gọi luôn. Và handmade bởi Kỳ Lân Luxury, làm cho từng size của tất cả quý khách hàng, nên đảm bảo là sẽ vừa với tất cả mọi người. Nói chung là tất cả những cái da mà được thục bởi những công ty lớn chuyên thục da, xử lý da để cho các công ty thời trang lớn nhất trên thế giới cung cấp, thì Kỳ Lân sẽ có cho quý khách, từ da cá sấu, đại điểu, vân vân. Có những da độc bản chỉ có một con, có những da cực kỳ hiếm chỉ có vài con. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về những sản phẩm đồ da thời trang của Kỳ Lân Luxury, thì Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách hàng, đây là một cái mũ, một cái nón bằng da đà điểu. Và hai sản phẩm hai bên là túi xách, một cái túi cho nam và một túi cho nữ, túi clip cho nam, túi xách cho nữ, là phụ họa cho sản phẩm này. Và clip này Kỳ Lân sẽ đi trọng tâm vào sản phẩm chiếc mũ hoành tráng này, đẹp. Dùng từ đẹp mà trong xã hội người ta hay gọi là đẹp nhức nách. Nhức nách thiệt, nhìn là phê rồi, nhìn đã mê rồi. Mà cái mũ này Kỳ Lân đảm bảo một điều rằng là hầu như tất cả mọi người, ai đội cũng đẹp. Nam, nữ, thân hình to, nhỏ, đều được. Bởi vì sao? Đẹp là chắc chắn đẹp, còn được thì tại sao Kỳ Lân nói được? Trong khi kích thước size đầu của mỗi người sẽ to nhỏ khác nhau, thì mũ nó có một cửa, hoặc là tăng chỉnh thêm được vài nấc thôi, tại sao lại Kỳ Lân đảm bảo là được hết? Bởi vì mũ này là handmade hoàn toàn bởi Kỳ Lân Luxury, da đà điểu nhập, logo vàng 18, đính kim cương thiên nhiên, và handmade bởi Kỳ Lân Luxury, làm cho từng size của tất cả quý khách hàng, nên đảm bảo là sẽ vừa với tất cả mọi người. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đưa chiếc mũ này lên sát camera để cho quý khách xem được rõ hơn. Anh nhờ em nhấc cái mũ này ra giùm anh. Em đã bầu tay, ok. Wow. Rồi bây giờ nếu mà muốn biết đẹp hay xấu như thế nào sau khi đội vào á, thì Kỳ Lân sẽ thực hiện demo nha. Bởi vì cầm giày đã đẹp rồi, nhìn đã đẹp rồi, nhưng mà không biết là đội vào nó sẽ như thế nào, thì xin phép Kỳ Lân được đội vào. À, tóc chảy rồi nhưng mà không sao. Wow, rất nhẹ, rất gọn, rất ôm sát cái đầu. Một điều nữa là Kỳ Lân cũng nói rõ lại là chiếc nón này là Kỳ Lân là handmade bởi Kỳ Lân Luxury, và làm theo từng size của tất cả quý khách, và đảm bảo là rất vừa vặn, bởi vì Kỳ Lân là làm theo size từng quý khách, nên là yên tâm là sẽ rất là hài hòa, phù hợp và rất là ôm sát vào đầu, gọn và rất đẹp. Nếu như sự kết hợp của cái nón này đi với một cái túi xách clutch cho nam thì quả là tuyệt vời. Nguyên một combo. Nếu như mình cần, mình có thể thêm một sản phẩm để vô combo này nữa là dây thắt lưng. Nhưng mà dây thắt lưng hiện tại Kỳ Lân đang hoàn thiện thôi, chưa ra sản phẩm. Và sản phẩm sắp tới, sau khi ra, Kỳ Lân sẽ quay video clip, sẽ up lên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury, cũng như trên fanpage của Kỳ Lân Luxury, cũng như trên website của Kỳ Lân Luxury. Vì vậy, cũng có thể subscribe, đăng ký kênh YouTube, cũng như like, theo dõi trên Facebook, fanpage, cũng như là truy cập website của Kỳ Lân Luxury để mà theo dõi những sản phẩm mới của Kỳ Lân liên tục nha. Nếu như là nam thì sẽ dùng túi clip đi kèm, còn đối với nữ thì sao? Anh nhờ em đổi lên ha. Đây là unisex nè. Rất đẹp, rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Và em sắp thêm một cái túi xách này nữa giùm anh. Là anh đảm bảo với em là chiều nay nhận rất nhiều cuộc gọi luôn. Tuyệt vời. Em có thể cười một cái nhẹ nhàng cho mọi người thấy cái mũ nó đẹp, nhờ nụ cười nữa không? Ok. Rồi, quá tuyệt vời. Thì nếu như chúng ta có thể mua để mà sử dụng cặp, một cặp với nhau, nghĩa là nam sử dụng túi clutch và nón mũ, bạn người phụ nữ thì sẽ đội nón và cộng với cái túi xách này, nam thì thêm dây thắt lưng hoặc là dép dài mũ vân vân. Nói chung là tất cả những cái da mà được thục bởi những công ty lớn chuyên thục da,
xử lý da để cho các công ty thời trang lớn nhất trên thế giới cung cấp thì Kỳ Lân sẽ có cho quý khách từ da cá sấu, đại điểu vân vân. Đây camera đi vào đường kim mũi chỉ giùm anh ha. Tất cả trời nhìn da rất mềm, da đại điểu thì quý khách biết rồi, rất là mềm và cũng rất là bền. Kỳ Lân làm toàn bộ từ bên trong ra bên ngoài đều là da đại điểu hết. Đặc biệt điểm nhấn ngay chỗ đây là da cá sấu nè. Da cá sấu. Và ở trong là da đà điểu thì ở trên là da cá sấu và phía trước là logo. Biểu trưng logo này là logo Vương Miện. Logo Kỳ Lân Luxury, logo Vương Miện. Logo biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và quyền lực. Đúc bằng vàng 18 bằng y đúc ra AU750 và 3 viên kim cương thiên nhiên rất đẹp. Sắp tới á, Kỳ Lân sẽ làm một miếng vàng ép nẹp bên đây nữa nè, một bên thôi thì sẽ rất là nổi luôn, mà hiện tại Kỳ Lân đang hoàn thiện thôi. Thì nhưng mà khi mà áp cái vàng vô thì giá thành sẽ tăng lên, nên hiện tại như thế này đã là quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Quý khách nào có nhu cầu thì hãy gọi cho Kỳ Lân ngay nha, số hotline 0901 247 247. Sắp tới thì Kỳ Lân sẽ ép một miếng vàng mỏng ép lại, vàng y đúc ra. Tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân làm thường tất cả hầu như đa số là vàng 18 AU750 bằng chuẩn châu Âu, bằng y đúc ra, nẹp miếng vàng vào đây. Rất gọn, rất ôm sát vào đầu. Đây là những con da thuộc da từ những công ty. Những công ty này là những công ty lớn, một trong những công ty lớn nhất về ngành thuộc da. Và công ty này là cũng là thuộc da cho LV và Tuy có con thì da của công ty chuyên thuộc da cho LV, có con thì chuyên thuộc da cho của Hermès. Có những da độc bản chỉ có một con, có những da cực kỳ hiếm chỉ có vài con. Ngoài da đại điểu này thì quý khách có thể đến trực tiếp showroom của Kỳ Lân để được chọn da theo yêu cầu trước khi hoàn thiện sản phẩm. Đây là những cái da đã hoàn thiện thuộc và rất nhiều. Nếu quý khách ở xa thì có thể là kết nối qua Zalo, số hotline 0901 247 247, đội ngũ Kỳ Lân sẽ hỗ trợ gửi da cho quý khách chọn trước, chọn màu sắc, chọn kiểu da trước. Sau đó yêu cầu mẫu nào Kỳ Lân sẽ hoàn thiện chỉnh chu mẫu đó để bàn giao cho quý khách. Ví dụ như đây, một số đây nón bằng da cá sấu nè, túi sách nè, nguyên một bộ combo nè, mũ nè, giày, dép, túi sách, túi clip, túi đeo, unisex nam và nữ. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.